Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn quá trình mình lọc chi lọc cành cho cây sam núi nó đã sống khỏe ha các bạn. Cây sam núi này, cái lô sam núi này thì mình cũng từng chia sẻ với các bạn lúc mà mình vô cái chậu này cho nó nè, thì chắc cũng khoảng tháng mấy thì hôm nay cây nó khá là xum xuê, thì bây giờ mình sẽ lọc chi lọc cành cho nó, sau đó nếu mà nhánh nào vô dây được thì mình vô dây luôn ha các bạn. Rồi bây giờ cái nhánh nó ra rất là nhiều như thế này nè các bạn, mình sẽ rất là khó nhìn ra cái dáng của cây á, thì giờ trước mắt thì mình sẽ bỏ những cái cành mà nó mọc những cái vị trí mà chắc chắn là mình không có lấy được các bạn, như mọc trong nách như nè, cành âm này nè ha, rồi mình tỉa nó bớt đi cho nó chống chống mình dễ làm ha các bạn. Cứ tỉa nó, nếu nào chắc chắn bỏ thì mình sẽ bấm bỏ đi ha. Ở trên đỉnh này chứ mình cũng đâu có lấy mấy chỗ này nè, mấy chỗ này đâu có lấy đâu. Cây này thì cái dáng là dáng khách đổ ha các bạn. Sao này mấy cái chỗ này là mình không có lấy, mình tỉa nó đi. Lấy mặt tiền bên kia ha các bạn, bên đây là cái này lấy nó không đẹp ha.
Sau khi mình lọc chi mình thấy nó đầy đủ ha các bạn. Nhìn dáng cây nè, thì cây này nó cũng có dài đường binh ha các bạn, cũng có dài hướng chơi ha. Lấy cái mặt sau này thì nó không được đẹp, nó đưa nguyên cái này vô vô mặt mình thì nhìn nó không hay ha. Bây giờ mình lấy mặt phía bên đây nè, thì thấy cái chiều sâu hơn ha. Rồi ở đây mình thấy có hai cái cách chơi các bạn. Cái cây này nó có cái không hay là có cái đoạn này nè, từ đây nè ra đây nè, nó hơi bị nhỏ, khúc này nó lại to, các bạn thấy không, nó hơi bị phù ở đây ha. Thì sau này mình sẽ cố gắng mình nuôi khúc này nè cho nó to ra một chút. Rồi ở đây là mình sẽ có hai hướng chơi các bạn. Một là mình làm cái tàn đây nè, các bạn hình dung đây, mình làm một cái hình chớp lên đây ha, một cành đây, ở đây mình đánh xuống làm cái hình chớp ha. Nó là một cách, thì là mình làm cái cây nó đổ treo, nó hồi đầu luôn ha. Thì còn cách thứ hai thì mình sẽ cắt chỗ này nè, mình nuôi lâu dài một chút, nuôi lâu dài với mình cắt tới đây nè, rồi mình lấy cái mình nói lấy cái này mình nói cái ngọn đó mình đánh cho nó đổ xuống nữa các bạn. Thì mình đang phân vân cách trên thì làm lẹ ha, còn cách dưới thì nuôi nó hơi lâu, mình đang suy nghĩ đắn đo cho hai phương án này các bạn. Giờ thôi mình dọn trước một chút nó đi. Ở đây có làm trên đây mình cũng phải bỏ cái nhánh này. Trống cho dễ nhìn ha. Bây giờ mình chọn cái phương án ở trên trước đi, mình cạp sơ sơ nó một cái đi mình coi ra được không nha. Bây giờ mình rút luôn cái ngọn này lại đi ha. Cắt tới đây rồi cái nhánh này thấy nó kỳ thôi các bạn, mình cắt luôn ha. Mốt mình lấy lại ha. To quá, nhánh này to quá.
ra tới đây rồi thấy được không các bạn? Càng cắt đây luôn không? Cắt đây rồi lấy cái này, cái này mình nói ngọn mình uống cho nó ôm qua đây cái chậu cũng đẹp ha. Còn để vậy thì cái đoạn này nó không được đẹp ha, thì mình cắt tiếp. Đây luôn ta, cắt luôn đây luôn, dọn thêm ở trên ha các bạn. Đây nhánh này nằm đây không đẹp nè, nhánh này nằm hơn phía sau chút nè, bỏ đi. Lấy ngọn, lấy cái này có ba chỗ mình có thể mình lấy ha. Chỗ này đây hai nhánh này cũng phân vân nha các bạn. Lấy nhánh này thì mình cắt lại ở đây thì nó hơi ảnh hưởng cái sẹo ha. Lấy nhánh trên thì nó lại hơi xa, cài để từ từ đi, để nó lớn xíu nữa mình coi rồi mình chọn lựa sao ha. Như đây mình bỏ đi, lấy cái này. Ok, bữa nay thì cây này cũng chưa có uống được gì ha các bạn, chi cành còn nhỏ ha. Rồi mình cắt, mình lấy, mình lọc chi với lại mình định hình cho cây thôi. Thì ít bữa nữa có làm tiếp thì mình sẽ làm video mới mình chia sẻ với các bạn ha. Hôm nay tạm thời mình xử lý tới đây ha các bạn. Rồi mình lên cây khác mình làm tiếp ha. Rồi mình lên tiếp một cây ha các bạn. Cây này mình cũng tiến hành mình dọn thôi.
có hai nhánh nè, nhánh dưới bẻ nó không có đẹp ha các bạn, mình cắt bỏ đi ha, chờ nhánh trên. Đây chi cành nhiều quá nè, đục quá đi. Từ từ lát này mình xem rồi mình lại bỏ tiếp ha. Ở đây thì còn đẹp nè. Lấy mặt trước hay mặt sau cũng khó khăn lắm nha các bạn. Cây này cũng chọn lựa cũng khó lắm nha. Mặt nào cũng có cái đẹp của nó ha. Cây này đó các bạn, để mình chọn mặt mình chơi đó, các bạn cũng đau đầu không nhẹ đâu ha các bạn. Tại vì mặt nào nó cũng có cái ưu nhược điểm của nó. Ví dụ như cái mặt này thì mình thấy được cái đường thân nhìn nó mạnh mẽ ha các bạn, nó mạnh mẽ hơn đúng không? Đó, rồi nó nhìn nó già nua hơn đúng không? Còn cái mặt trong đây thì mình lại thấy nó có chiều sâu hơn. Nhưng mà trong đây mình lại thấy chỗ này nó hơi nhỏ ha, chỗ này hơi to, chỗ này lại hơi nhỏ, cảm giác nó bị phù. Nhưng mà đối với cái mặt về đây mình thấy nó cân đối hơn nè ha. Thôi mình lấy chọn mặt về đây đi ha các bạn. Rồi mình chọn cái mặt này thì mình bỏ cái này đi ha, chỗ này không để được ha, cho nó lòi hết cái cây ra ha. Lắc cạp lại đi. Rồi đây thì cái nhánh này ok, bỏ ốm bỏ ngắn lại đi. Rồi ở đây cũng vậy, mình cũng bấm lại ngắn lại đi ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái chỗ làm cái ngọn cho nó ha. Thì mình lấy cái này làm cái ngọn đường này các bạn. Cái sát mắt này mình bỏ đi, mình để lấy nó xa xa một tí, mình lấy cái này làm cái ngọn ha. Một trong hai nhánh ha các bạn. Rồi ở trên đây, ở cái nhánh phía sau này mình sẽ phía sau mình cắt bỏ nha, bỏ đi, cưa ngang đây bỏ nè, tiến hành cưa luôn. Ha 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 ha
các bạn. Trong đây cũng được, mặt này cũng được ha. Thôi mình lấy mặt này được rồi ha các bạn. Cái nhánh này cũng quá dài nè, mình cũng rút lại luôn ha. Bây giờ có muốn chọn lại mặt kia cũng được ha các bạn. Thì hai mặt, mặt nào cũng đều phải cắt chỗ này thôi. Các bạn, theo các bạn thì các bạn chọn mặt nào các bạn. Ở đây mình gọi mặt này là mặt số 1 đi. Còn mặt này là mặt số 2 đi. Thì theo các bạn chọn mặt số 1 hay là mặt số 2 các bạn. Các bạn có ý kiến thì cứ comment ở dưới phần bình luận ha các bạn. Thì cây này bây giờ mình chọn lại vẫn được chứ không có gì hết ha. Rồi hôm nay mình làm hai cây thôi các bạn. Video cũng khá dài rồi ha, mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.